Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với hướng dẫn chơi tựa game thần chủ nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có máu này, cái này thì chắc là ai cũng biết rồi. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy thẻ tiếp theo là thẻ phe. Thì đây chúng ta có phe như thế nào? Như Tam Quốc nói là Tam Quốc thì nhưng mà lại có 4 phe. Còn thần chủ thì có 3 phe. 3 phe này dựa trên các cái gọi là không gọi là thần thú mà gọi là các loài thú mà thần thoại. Đấy. Chúng ta sẽ có là thường luồng, voi chín ngà và chim lạc. Có một cái gọi là rùa vàng. Thì thực chất ở đây chia làm 3 phe thôi. Nên là cái việc là phe ở trên bàn những người cùng phe nó khá là cao. Đấy. Và cũng áp dụng cái chế độ là kiểu như là dã tâm. Nhưng mà sẽ dùng một từ ngữ khác, đấy là phe rùa vàng. Tức là người đấy bị thừa ra của một cái phe đó. Ở trong thần chủ thì chơi từ 6 người đến 8 người. Cứ một nửa một phe thì cái người dư ra của phe đấy sẽ vào phe rùa vàng. Ngay ở cái phần phe này đã có một số thứ thú vị rồi. Đầu tiên là người chơi sẽ được trộn đều lên này. Sau đó chia hai lá này và chọn phe này. Đấy. Chọn phe và úp xuống. Úp xuống nhá. Sau khi mà đặt lên ấy, nếu mà bị dư ra thì sẽ chọn phe rùa vàng. Nhưng mà khi các bạn vào phe rùa vàng, các bạn lại có thêm lựa chọn là xoay dọc hoặc là xoay ngang. Nếu mà để xoay dọc ấy thì được tính là một phe riêng rẽ. Còn nếu mà xoay ngang thì những người chơi xoay ngang ở phe rùa vàng này sẽ cùng phe với nhau. Đấy, nó khá là hay. Gọi là thành thế lực thứ tư luôn á. Còn như bình thường thì chúng ta có thể coi đấy là thế lực thứ 5, thứ 6, thứ 7. Thì những người thuộc phe rùa vàng này sẽ đánh như bình thường thôi. Và sau game này thì những người chơi mà chưa thuộc cái thế lực nào cả, tức là cái thẻ phe vẫn là úp này này, thì vẫn được tính là một phe nhưng không thuộc phe nào cả. Nó sẽ ảnh hưởng đến một số cái liên quan đến thuật ngữ phe. Vậy là các bạn khi chơi sẽ được phát thẻ phe và các bạn sẽ chọn phe trước. Úp xuống như thế này. Thanh máu thì các bạn được phát này. Thường thì mình sẽ để như thế này. Phe, thanh máu. À không, thế thì hơi xa nhỉ. Cứ để như này tưởng. Tiếp đi. Tướng thì các bạn sẽ có các thông tin cơ bản như sau. Đầu tiên là tên tướng này, máu này và kỹ năng. Rất đơn giản đúng không? Mỗi người chơi ở trong tựa game này sẽ được chia cho 4 vị tướng. Và bởi vì chúng ta có thẻ phe riêng rồi nên là 4 vị tướng là đủ, không cần nhiều. Chúng ta sẽ kết hợp 2 vị tướng bất kỳ này vào và tạo thành một tổ hợp, hay đâu gọi là một sự kết hợp. Thì mình sẽ chọn 2 vị tướng như này. Chúng ta sẽ vẫn thể là tướng chính và tướng phụ hay là chủ tướng phó tướng như bình thường. Thì chúng ta sẽ để theo quy tắc là tướng chính, chủ tướng sẽ để cạnh thanh máu. Chúng ta sẽ vẫn kết hợp cái cộng máu như bình thường là 1.5 cộng 1.5 bằng 3 và để như thế này. Sau đó thì những người chơi sẽ được chia cho 4 lá bài đánh và chúng ta bắt đầu trò chơi như bình thường. Đấy. Và đó là một cái sự chuẩn bị cơ bản khi các bạn chơi game thần trụ. Chúng ta có một số cái quy ước như sau. Thứ nhất là khi mà chúng ta lật tướng hay là lật phe thì chúng ta sẽ có như thế này. Nếu mà các bạn lật phó ấy, thì không có chuyện gì xảy ra cả, các bạn chơi bình thường. Các bạn lật phe thì cũng được, không sao. Úp hai tướng lật phe cũng được, không sao cả. Nhưng mà khi các bạn lật chủ tướng đây như thế này thì các bạn bắt buộc phải lật phe để xác định bạn là phe nào. Ngoài ra chúng ta sẽ có quy ước tính máu như thế này. Nếu mà cái kết hợp vào tạo ra máu lẻ ấy, thì sau khi lật tướng lên các bạn sẽ bốc luôn một lá, gọi là thưởng 0.5 máu đấy. Và phải xác định là máu lẻ nhé, lật cả hai tướng mới được bốc, chứ không phải là lật một tướng hai máu lên và bảo kiểu gì co lại chẳng là 1.5 thì được bốc. Không, như thế là cheat nhé. Ngay cả khi các bạn chơi sát các bạn không được làm thế rồi đúng không? Ok, và sau đó thì chúng ta có thể chơi như bình thường. Chúng ta sẽ kéo các vị tướng rồi cái setup về tướng về đằng sau như thế này để nói về các lá bài. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về các lá bài cơ bản. Các lá bài cơ bản chúng ta sẽ có trong này là 81 thẻ. Khá là nhiều đấy chứ. Và chúng ta sẽ có một số thông tin như thế này. Thứ nhất là thẻ đánh. Ok, đánh thì chúng ta sẽ có 3 loại. Đánh đây. Đánh, đánh độc và đánh lửa. Thì chúng ta đã việt hóa rồi. Và nếu các bạn chưa sát thì đây là thẻ sát. Đánh thì đây, đánh độc và đánh lửa nó sẽ là thiểu sát thương thuộc tính. Và nó sẽ có thể là gây đam lan khi mà người chơi bị bao vây. Bao vây tức là cái trạng thái giống như kiểu trạng thái liên hoàn trong sát. Ok, tiếp này. Né thì là thiểm rồi. Đấy, mình dùng cả thuật ngữ kia luôn nhé. Nếu mà các bạn cảm thấy không thoải mái thì các bạn có thể comment bên dưới. Tâm hỏa thì có tác dụng là để hồi một máu. Đấy, và cứu hiệu hồi. Trong này có một cái mới gọi là độc dược. Độc dược có thể tăng sát thương cho lá đánh tiếp theo lên 1 cộng thêm 1 vào ấy. Đấy. Thì nó gần giống sát rượu đúng không ạ? Nhưng mà có một cái thứ hai đấy là độc dược này không thể
sử dụng khi bạn bị hấp hối để cho bạn thoát trạng thái hấp hối được. Nó là độc và nó không thể uống được. Ngoài ra, độc dược này có thể dùng kết hợp với lại một thẻ cơ bản bất kỳ để tạo thành cái lá bài độc kế. Vậy thôi, về kế sách thì chúng ta sẽ không có gì để nói cả, bởi vì cái cách chơi của nó cũng gần giống như là của sát thôi. Chúng ta không có gì phải bàn bạc cả, và các bạn có thể đánh kế sách rất nhiều lần trong một lượt. Ok, và chúng ta sẽ đến với cái trang bị nhỉ. Trang bị thì chúng ta sẽ có một số thứ hay ho đấy. Đầu tiên thì ở trong game thần chủ này, chúng ta sẽ chia ra thành ngựa chiến và voi chiến, và nó sẽ không có tiên riêng, chỉ là ngựa chiến và to voi chiến thôi. Thì mỗi người sẽ được lắp một ngựa cộng một ngựa trừ, đúng không? Thì định thế, lắp một ngựa chiến và một voi chiến. Ngoài ra thì các cái trang bị này, nhiều khi các bạn sẽ hỏi là ơ thế làm sao mà để phân biệt được cái nào với cái nào, trong này nó không ghi là phòng cụ hay là trang bị như sát. Thì các bạn có thể để ý kỹ ở đây này, chúng ta nhìn thấy ở bên cạnh cái tên ấy, nó có cái hình biểu tượng đây. Đấy, biểu tượng đây. Thì các bạn có thể thấy này, cái nỏ thần với lại cái bá vương thương nó đều có biểu tượng kiểu cái dìu, đúng không? Đấy, cái binh thư yếu lược và giáp lông ngỗng đều có biểu tượng kiểu hình tròn giống cái khiên. Rồi, bảo dương thì có biểu tượng tròn đỏ. Thì đây là một cái cách để phân biệt. Và mỗi loại các bạn chỉ là một thôi, tức là chỉ có một biểu tượng dìu, một biểu tượng đỏ và một biểu tượng khiên thôi. Đấy, các bạn có thể theo như vậy mà làm nhé. Và mình nghĩ là như vậy là đã hết những cái gì cần phải nói ở trong cái game thần chủ này rồi. Nếu nói về cái cách chơi trong một lượt thì đây là các giai đoạn trong một lượt của thần chủ. Thì đầu tiên sẽ là giai đoạn chuẩn bị. Giai đoạn chuẩn bị các bạn có thể kích hoạt một số lá bài và kỹ năng. Giai đoạn thứ hai đấy là giai đoạn đầu lượt, là sau giai đoạn chuẩn bị thì người chơi có thể lật thẻ phe này hoặc là thẻ tướng trong giai đoạn này. Ngoài ra thì có các kỹ năng nào liên quan có thể dùng được. Sau đó là giai đoạn phán xét, thì cũng giống như sát thôi. Sau đầu lượt là giai đoạn phán xét, lúc đấy là lúc mà các cái lá bài nó có cái kỹ năng như kiểu lá bất tư thục á, hay là đoạn binh lương thuần đoạn ấy, hay ở đây đấy là lá bài vườn không nhà trống hay đoạn lương kích hoạt chức năng. Ngoài ra có một số lá nữa như kiểu lá trộm thì cũng kích hoạt được chức năng vào lúc này. À không, lá trộm kích hoạt đầu lượt, tức là trước cả phán xét. Xin lỗi các bạn. Tiếp theo là đến giai đoạn rút thẻ, thì các bạn sẽ rút hai thẻ. Lúc này kỹ năng thì vẫn có thể là kích hoạt được. Và tất nhiên là không nói là rút thẻ từ đâu, thì các bạn mặc nhiên rút thẻ từ trong bài rồi, hoặc là trong thẻ. Sau giai đoạn rút thẻ thì đến giai đoạn ra thẻ, thì lúc này các bạn có thể đánh trang bị rồi làm cái quái gì cũng được trong thời đoạn này. Các bạn dùng kỹ năng cũng được, nhưng mà các bạn nhớ là giới hạn dùng cái thẻ đánh của chúng ta chỉ là một thôi nhé, trừ khi các bạn có kỹ năng hoặc là có trang bị có thể đánh được nhiều lần. Sau đấy chúng ta sẽ đến giai đoạn bỏ thẻ, thì chúng ta sẽ giữ thẻ bằng cái số máu hiện tại của bạn. Ví dụ bạn còn một máu thì giữ một thẻ với vứt qua lại và chồng bài bỏ. Và đến giai đoạn kết thúc thì chúng ta sẽ kết thúc lượt và đến người tiếp theo. Đấy là toàn bộ các cái giai đoạn có trong một lượt của một người chơi. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói thêm về phần thưởng phạt. Thì cũng giống như sát thôi, khi mà các bạn triệt hạ được một người không cùng thế lực với bạn thì bạn sẽ được thưởng bằng với số lượng người chơi còn sống của phe đó cộng 1. Đấy, còn nếu mà các bạn triệt hạ người cùng phe thì các bạn sẽ mất toàn bộ thẻ trong vùng chơi, tức là bài trên bàn cũng như là bài trên tay của bạn. Và đó là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Hy vọng cái video này sẽ giúp cho các bạn chơi thần chủ dễ dàng hơn. Mình nói thật, các bạn chỉ cần xem video trước về video này thôi là các bạn đủ chơi thần chủ rồi. Còn những cái liên quan đến kỹ năng tướng này, cái liên quan đến chức năng bài này thì các bạn có thể đợi mình làm video khác nhé. Bye bye.